jam 6 itu lah. Thường ra không có lúc gì đâu. Con cưng mà đừng có giặt rồi này kia đây. Cái gì nó có giá trị của nó như một phải không? Chung mấy tay nó không tay nào mà quen yếm nó xài được hết á, rồi mấy chán đó. Chứ phải ngon có ông dễ gì? Dễ gì? Chỉ có tôi mới chịu đựng cho nó nè. Tôi ham đập cái nhiều dữ lắm mày. Năm phút nữa.
ổn. Hầm ghê cho miếng gió luôn. Ba phút nữa.